trường hợp là gì ha? Có hai trường hợp, đứa bé đó mình có phá thai hay không phá thai, nó sinh ra nó vẫn phá mình, và đứa bé này dù mình có phá thai hay đẻ ra nó vẫn hiếu thảo và vẫn tốt với mình đó. Thì lý do là sao? Cái này em nói á, nó nợ mình một cái ân tình, một cái ân nghĩa, nó đến để nó trả nợ mình. Dù mình có phá thai, nó không sinh ra đời, nhưng nó không bao giờ nó hận mình, nó cũng buồn đó, nhưng mà nó vẫn đi theo, nó độ mình. Con thương mẹ lắm, mẹ khổ lắm, mấy đứa nhập gì con thương mẹ lắm, mẹ khổ lắm này nọ, nó nói rất nhiều thứ đó. Thì thật sự ra đó là vì nó mắc nợ mình tiền kiếp, nó đầu thai lại làm con mình, nhưng mà mình phá nó không đầu thai được, nhưng nó cũng không có phá mình, là do mình, nó hiếu nợ mình, nó chưa trả hết và nó đi theo, nó độ mình. Còn một trường hợp nữa đó là em nói là nó quậy, dù mình đẻ hay không đẻ nó ra, nó cũng phá của nó, phá kiểu bằng mình nói là tàn gia chu lục luôn. Có những đứa nó phá mà từ công việc mà ăn đang rất là suôn sẻ, nó phá không còn gì cả cái gì. Còn lời nói đầu tiên cho phép gửi lời chào đến bà con cô bác trong nhà ngoài nước cùng anh chị em. Thì bữa giờ 3 ngày nay em cũng không có lên clip, tại giờ em dắt khán giả đi em cũng hơi mệt, và giờ này em cũng tranh thủ làm clip vì em xin trả lời những câu hỏi của khán giả. Thì có khán giả hỏi em á là anh, em giảng là nếu mà mình tượng mà mình đặt những nơi có âm khí, nó sẽ hút vô cái tượng và ma quỷ sẽ nhập tượng. Thì anh chuẩn bị đi xa nhà 2 tháng, và nếu mà như vậy thì phải như thế nào, kiểu anh sợ lâu ngày anh đi không có ai cúng kiến thì ma quỷ nhập vô tượng. Thì cái này thì em trả lời theo sự cảm và sự hiểu của em ha. Nó như vậy nè quý vị, thì mình cục đất mình ở thì lúc nào cũng có người ngự hết trơn á, mình tạm gọi là mình nói là hay mình đám tiệc á, mình hay cúng đất đai là như vậy đó. Thì mình đi như vậy á, mình nhờ các vị đất đai giữ cục đất mình được cho an toàn, cho đừng có ai xâm nhập. Ví dụ vậy, mình nói là nói vậy thôi, nhưng mà tùy trường hợp, nó có 2 trường hợp như vậy. Em trả lời trường hợp này trước đi ha. Thì nó như vậy nè quý vị, thì trường hợp này á, là đi 2 tháng rồi, cái người này là có tu tập, có cúng kiến. Thì 2 tháng đó thì mình nhờ các vị, con chuẩn bị đi xa nhà thì các vị giữ dùm cục đất cho nó thanh sạch, đừng cho ai vô. Thì mình nhờ xong rồi mình gửi một cho mình cúng kiến á, mình cúng kiến nhưng mình trả lễ cho các vị, xong rồi mình đi 2 tháng mình về mình cúng cái nữa mình trả lễ. Đó là mình giống như mình nhờ ông thần ông chữ dùm đó, chứ mình cúng cái đó riêng nha, chứ không phải cúng ngay chỗ bàn hậu địa nha quý vị. Thì cái đó là theo sự hiểu của em. Rồi hôm nào đó thì em sẽ gọi điện em hỏi các vị mà lớn tuổi hơn vì cái vụ mà chuyện ông thần tài hậu địa là như thế nào nữa, cái này thì em không rành. Thì ở trên ở dưới quê mình hay cúng là một bàn đất đai, một bàn trên của quyền đó, tới ngày đó thì sẽ mời các cái chi vị về ở đó dùng. Đó là như vậy, thì sẽ chia ra làm hai, và như vậy thì em nghĩ là cúng ghi ở ngoài đó. Thì cái đó theo sự hiểu của em nha. Hoặc em không hiểu cái cúng đất đai chung với hữu địa là có giống nhau không, là cái là sự hiểu em đến đây thôi, em chỉ giảng đến đây thôi. Thì khi nào quý vị cứ bình luận đi, em sẽ hỏi các cô chú đi trước đó, thì em sẽ hỏi và em trả lời sau. Thì quý vị tính ngày đó quý vị cứ cúng cho các vị đất đai đó, thì giữ đất giùm con đi 2 tháng con về đó. Thì dạng vậy xong mình cúng về mình trả lễ một cái, nếu không thì mình làm thêm một cái phía trước đó cho các vị, có các vong linh phía trước đó. Thì mình nói giờ con đi hai tháng thì quý vị đừng có vô nhà con này nọ, thì con tại vì mình cúng quen đó. Thì có những khán giả như vậy nè, em sẵn em nói cái gì, có nhiều khán giả đó thì nói là sợ cúng giết rồi bắt đầu mai mốt rồi đi heo phá mình. Không có quý vị, cái này là mình tạm gọi là mình bố thí thực, mình bố thí thức ăn cho người ta để mình nhận cái phước là no đủ, chứ không phải là mình cúng cái này rồi người ta đi heo người ta phá mình. Nếu mà mình có tu tập thì người ta đi heo người ta cũng hộ mình, chứ đâu có phá mình làm chi. Đó là như vậy. Còn trả lời thêm một cái phần đó là có những người mà họ đi làm, đi dành được một số tiền, họ về nhà đó, thì họ xây cái nhà, một năm gì họ về nhà họ ở có mấy ngày à, thì sợ là ma quỷ ở trong nhà, chứ không có kiểu là có thờ cúng, nhưng mà vậy như không có thờ mẹ, chỉ là thờ bản của quyền hay là thờ như thế nào thôi. Ví dụ vậy, thì họ sợ là như thế nào đó. Thì em trả lời luôn chung câu hỏi này, nó có 2 dạng. Một dạng là có tu tập mà mình đi 2 tháng, một dạng 1 năm đi gì có mấy lần, thì có thể là cái nhà mình có người ở. Thì có ở dưới quê thì hay kiểu giao chìa khóa cho ông bà đó, buổi chiều lại hấp nhang và đi, có nghĩa là mỗi ngày đều hấp nhang, nhưng mà nhà thì đóng cửa không có ai ở. Thì cái lúc mình về như vậy đó, thì mình cũng kêu mình cúng kiến đó, mình nói hôm nay tôi về nhà đó mấy ông
nói chung ở nhà con thì đừng có quậy phá như vậy đó, nói chung tại vì mình không có đủ cái lực để mình đuổi người ta được đó, thì cái lực của mình nó không có tu tập, không có đủ người ta mà mình đuổi cũng nhiều khi cũng không nổi nữa, đó là câu nói suông thôi. Thì mình cái gì mình có cái lời nói, tại vì có những cái vong linh thì mình nói là rất là chướng, có nghĩa là không có biết chuyện đâu quý vị, tại vì có những người làm dông cũng rất là hiền, có những người dông cũng rất là khó chịu đó, không phải cái dông nào cũng giống dông nào thưa quý vị. Thì mình nói là hôm nay con về nhà thì con mời quý vị dùng, thì tối nay con về nhà con ngủ, quý vị cũng đừng có kiểu mà phá con gì vậy, thì cái nhà mình, nhưng mà thật sự nhiều khi ta ở cũng không chừng nữa, nên cái chuyện là cái chuyện bình thường. Có những người họ đi á, họ lâu lâu không mới về nhà mà ở nhà lạnh tanh à, thì mặc dù có nhờ người khác thắp nhang, nhưng thật sự cái nhà không có cái hơi người, mình dùng từ không có cái hơi người, ở rất là lạnh lẽo. Thì cái đó là sự chia sẻ của em. Cái gì vậy mình cúng kiến thì mình nói một tiếng. Còn cái chuyện mà ma nhập tượng là quý vị biết không, cái đó là mình đã giống như một cái chỗ mà mình cúng lại thường xuyên mỗi ngày, rồi mình đi luôn, lâu lâu cái mình về, và có những khi mình mời người ta về ăn uống này nọ, rồi em không nói chỗ nào hay em bữa em đi gì đó, rồi xong cái ghiết rồi buổi tối bỏ luôn hoài, lâu lâu mới sọt vô bữa, cuối cùng các vị nhập tượng. Và cái bên đó là cái chỗ đốt với tiền nhật bạc nữa, thì chỗ đó là cũng như mình kêu người ta về ở, giống như cái đó cái chùa nó khác. Còn mình thì không phải là cái chùa nó khác nữa quý vị, cái nhà của mình thì mình có lòng mình cúng vậy thôi, chứ không có phải là lúc nào mình cũng sợ cái chuyện mà ma quỷ nhập tượng. Nhưng mà nếu mình không tu là ma quỷ có nhập tượng thì cũng có, tại mình hờ, mà mình hờ cái đó ngày mà trong trong gia đình đó, chỉ toàn là cái quán khí, toàn nói những lời nói không có làm cho người khác mình an, rồi gia đình lúc nào cũng cự cãi, thì cái gia đình cục đất đó thì nó không có lành, thì lúc nào cũng có những cái từ trường rất là mệt thưa quý vị. Thì cái đó là cái sự hiểu của em. Nên nó hỏi là cái này có những vị khán giả hồi họ nói cái chuyện mà cái kiểu mà em nói cúng á, thì có người ta đồng ý với em là gì nè. Có những người thì rất tinh tấn, như cô này cô gọi điện cho em ngày hôm qua, cô nói là tôi là cái người mà hành căn, thì lúc đó đó là tôi không có biết, thì tự nhiên gia đình công ăn sự nghiệp nó sụp đổ hết trơn, bằng đâu lụng đó hết, tiền bạc mằng thì bị người ta giật, hoặc là mằng nó đâu thì nó cứ lụng 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 lụng, nói chung là mắt tay trắng đó quý vị. Thì lúc đó cô mới nói chung là cô bệnh, thì cô đi khám rất nhiều, nói chung là rất nhiều chỗ đó, chỗ nào cũng đi, và cô đi thì thật sự là kết quả bác sĩ nói là không có bệnh, nhưng mà thật sự là con người cô có bệnh, nhưng mà tại sao đi khám thì bác sĩ nó không có. Thì tính rất là nhiều chỗ như vậy, thì cái nào là cô cái duyên của cô đến với Phật pháp, thì cô cũng trì chú, cô trì chú đọc kinh, thì nói chung cô cũng gọi điện cho em thì cô cũng hiên về trì chú để bi nhiều, và cô trì chú và đọc cũng có đọc kinh nữa, thì mỗi ngày 21 bí gì đó quý vị, thì cứ đọc xuyên suốt, thì tự nhiên cô cũng cúng. Thì cô thì được cái là cô tinh tấn, mỗi ngày là cô đều cúng cháo cho các chư vị, giống như là cái chùa vậy đó. Thì cái này thì có những khán giả thì họ sợ ma cứ cúng hoài rồi họ đòi, thì em sẵn em chia sẻ khúc sau ha, khúc này em kể hết câu chuyện. Xong cái cô mỗi ngày cô đều cúng cháo cho các chư vị, xong rồi mỗi ngày cô đọc kinh đọc trì chú như vậy, thì tự nhiên tới bây giờ cái lúc mùa dịch á, cả xóm luôn ai cũng bị nhiễm Covid hết, chỉ có hai vợ chồng cô là không có bị nhiễm, mà cô nói đó là cái sự nhiễm màu. Rồi sau này tự nhiên cô trì chú và cô cúng các vị, cô sám hối các vị đó, thì tính bây giờ công việc nói chung là mọi thứ là khởi sắc vậy, nói chung là mằng đâu tự nhiên mình đặng đó đó quý vị, nói như nó biết từ mà mình sụp đổ gì mà mình gây dựng lên lại đó quý vị. Thì cô mới thấy sự nhiệm màu của Phật pháp là có thể, thì cô nói tự nhiên cô tụng kinh cúng lại vậy, cái một ngày đó tự nhiên cái cô hết bệnh nào không hay luôn đó. Thì cũng mất nhiều năm chứ không phải một một hai năm quý vị, thì đó là cái sự nhiệm màu mà của Phật pháp mà cô đã tin tưởng, cô chia sẻ với em để em chia sẻ lại cho mọi người. Thì có những khán giả em nói quý vị nghe nè, thì quý vị cũng nói chung là em nói thì không phải là em nói quý vị dở hay hay, nhưng mà quý vị em nói á, là nghiệp chúng ta chắc bằng non bằng núi, quý vị mới có biết tu một hai tháng mà quý vị kiểu mà hay mệt hay mỏi này nọ, quý vị phải gán lên. Có những lúc có những ngày cái từ trường của mình á, nó mệt lắm, em cũng rất là mệt, nhưng mà quý vị hang với em rồi em hang với ai, đó là như vậy. Thì em cũng mệt lắm, có những ngày em cũng mệt, em cũng muốn xỉu lắm, nhưng mà nó qua cơn rồi nó hết, chứ không phải nó mệt hoài. Quý vị cũng phải như vậy, chúng ta cứ cứ lấy cái chuẩn là tu tập đi, quý vị cứ tu tập đi, mệt nhưng có những ngày đó nó mệt do cái nghiệp của mình hay do những gì đó. 14, 15 thì nhiều khi ông bà của mình về thăm, mà nhiều khi cái xác của mình nó chưa có nhập được đó, cô có dỡ xác được đó, nói chung chưa có về được cái gì, ông bà mình chưa về được, thì những ngày đó chúng ta rất là mệt do cái xác ta bị trượt.
và hai cái luồng không có hòa với lại với nhau, nên rất là những ngày đó nó những cái con người mà giống như bị ép tim và mệt khó thở đó, thì có thể là cái đầu nó giật băng 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 nữa, là do từ trường của hai bên nó không có hòa nhau được nên rất là mệt. Và có thêm một trường hợp ấy là như gì nữa quý vị, và bị nặng dai. Thì hôm em đã giảng rất là kỹ cho mấy cái bạn đã bài giảng trước rồi, khi mình nặng dai là mình phải hiểu trong của quyền mình này, khúc này là không phải trong của quyền của mình, và khúc dưới là ngạ quỷ. Thì nói chung là những cái cảnh giới thấp đó, thì em đã nói rất là kỹ. Thì về quý vị biết nó nặng dai như gì nè, cái chỗ này nó cái ốc nè, giống như là ai mà nó lấy cục đá bỏ lên người mình nó nặng như vậy đó. Thì quý vị biết đó là của quyền của mình, mà của quyền của mình người đó không có tu mà tu không có kiểu là không đến nơi đến chốn, nói chung là không tu đi, thì cũng sống ở chỗ cảnh giới đó. Thì họ về xác mình rất là mệt và mình nặng nè, khó chịu, nó nhức cái cổ dở không nổi mà hai này nó ì xuống rất là khó chịu. Quý vị biết là trong của quyền của mình, có thể là những chị em nào phá thai thì có thể là con của mình, thì quý vị cứ tu tập và hồi hướng đốt quần áo cho cháu và giấy tiền. Thì mỗi năm mình cứ đốt quần áo và cứ giấy tiền, cứ mình mỗi năm mình đốt như vậy. Thì cái đó là cuộc lát em sẽ trả lời cái vụ mà làm sao biết có giảng sanh hay không giảng sanh nữa theo quý vị. Thì mình cứ đốt như vậy đi, rồi một ngày nào đó chúng ta tu tập thì sẽ các vị về nó sẽ khanh mà mình không có bị dứt nữa, con người mình cũng lân đó. Thì ông bà mình về là ông bà mình đã tu rồi, còn các vị mà không có tu về xác mình mệt lắm, cái gì nó trì cái không gian mình xuống. Thì do cũng là các vị là cái từ trường các vị cũng họ cũng kém nên họ về mình mệt. Nếu mà các vị có tu là về xác mình nó sẽ thanh, đó là như vậy. Thì chị đó, chị hỏi chị có phá thai hai đứa, chị hư hai đứa, rồi bây giờ có phá thai có hư nữa, một đứa phá hai đứa hư. Thì làm sao để biết con chị có tha thứ bỏ qua cho chị không, và làm sao kiểu mà biết con chị có nghĩa có đi đầu thai chưa. Thì thật sự cái này thì em không có biết, nhưng mà có cách thử cái gì những gì quý vị cứ tu tập đi. Có một số người thì họ đọc kinh Địa Tạng đó, thì quý vị cứ dành tháng 7 để đọc thôi. Những cái ngày đó thì nói chung là em hay nói là kinh Địa Tạng là mình đọc rất nhiều người nghe, tùy theo hạnh nguyện mỗi người. Mỗi người nào mà bên độ âm đó thì họ đọc được, còn nếu chúng ta đọc thì chúng ta phải đủ cái lực để mà giống như là mình cứ tu tập mà mình cứ đọc kinh như vậy. Thì các vị ngồi nghe như vậy nè, không phải ghi gì kinh Địa Tạng, kinh nào cũng vậy đó. Hồi đó mình đâu có hiểu là kinh không được đọc tại nhà như vậy đó quý vị. Thì mình đọc kinh rồi các phần sẽ nghe. Thì có những vị khán giả bình luận nói thật sự cái lúc đó tôi đọc kinh Địa Tạng là tôi cảm nhận được là các vị ngồi xung quanh tôi, và có nghĩa là một thời gian đó cô cũng nhìn thấy là nhìn ra là thấy rất nhiều người âm luôn. Khi đọc kinh đó nhìn thấy rất nhiều người âm trước mặt và cô rất là hoảng sợ. Cứ như vậy là lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, mà con nguyện thôi cho con đừng có thấy nữa. Rồi bây giờ thì nói chung cô ít có thấy đâu, gì nguyện cho đừng thấy nữa, gì cũng sợ. Đó là như vậy. Thì mình làm sao để biết con mình hoặc là người thân mình có giảng sanh. Nhưng mà chị em nữ á, khi mà phá thai á, ban đêm hay thấy nó không mặc đồ, hoặc là nó thấy một đứa bé mình ẵm trên tay hay đi với mình, là mình biết nó không đi đầu thai nhưng mà nó đi theo mình, nó độ mình. Nó là như vậy. Còn có những trường hợp nó không đi theo mình, nó đi theo mình mà nó không có độ mình, thì nó làm cho mình bực dọc, nóng tính, và nó làm cho mình rất là trì cái nặng cái này nè. Mấy đứa đó thì nó đi theo nó phá. Dù đây nè, em có hai trường hợp cái gì ha. Có hai trường hợp. Đứa bé đó mình có phá thai hay không phá thai, nó sinh ra nó vẫn phá mình. Và đứa bé này dù mình có phá thai hay đẻ ra, nó vẫn hiếu thảo và vẫn tốt với mình. Đó. Thì lý do là sao cái này em nói á. Nó nợ mình một cái ân tình, một cái ân nghĩa, nó đến để nó trả nợ mình. Dù mình có phá thai, nó không sinh ra đời, nhưng nó không bao giờ nó hận mình, nó cũng buồn đó, nhưng mà nó vẫn đi theo, nó độ mình. Con thương mẹ lắm, mẹ khổ lắm. Mấy đứa nhập gì con thương mẹ lắm, mẹ khổ lắm này nọ, nó nói rất nhiều thứ đó. Thì thật sự ra đó là vì nó mắc nợ mình tiền kiếp, nó đầu thai lại làm con mình, nhưng mà mình phá nó không đầu thai được, nhưng nó cũng không có phá mình, là do mình nó hiếu nợ mình, nó chưa trả hết và nó đi theo nó độ mình. Còn một trường hợp nữa đó là em nói là nó quậy, dù mình đẻ hay không đẻ nó ra, nó cũng phá của nó, phá kiểu bằng mình nói là tàn gia chu lục luôn. Có những đứa nó phá mà từ công việc mà ăn đang rất là suôn sẻ, nó phá không còn gì cả quý vị đó. Thì cái này là rất nhiều người ha, rất nhiều người thì họ nghe thì họ sẽ biết. Có những cô thì phạm tội phá thai rất là nhiều, có những người một nhưng hai ba bốn luôn, có những người năm người sáu người, có người thì bảy tám lần đó. Thì có những cái bình luận gọi điện gì đó 4 lần 5 lần 6 lần cũng có trên đó. Thì thật sự ra mình nghe mình cũng hơi bất ngờ, tại vì quá nhiều như vậy. Thì cái
một lần mình giết một bé như vậy là mình mang một tội sát sanh gì rất là nặng. Mặc dù có người ta nói là nó chưa hành hay không hình thành, quý vị người nào mà đang hành căn bị con cháu dựa đó à, thì quý vị cảm giác được một đứa thôi đi theo mình mà mình có lửng lưng chừng gì nè, mình mệt mỏi mình khó chịu mà thứ mà sáu đứa vậy nó phá mình cỡ nào, quý vị phá không còn gì để nói luôn. Nếu mà chúng ta sống biết được Phật pháp á thì mình nói dùng từ là mình quả mai mình chuộc lại lỗi lầm từ 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 từ, phải dùng rất nhiều thời gian để mà chuộc lại lỗi lầm đó nó mới buông tha cho mình. Còn mà nếu mà mình giải đãi đó ha, nó hành hạ mình tới cái ngày nào mà nhắm mắt xuôi tay thôi, đó là như vậy. Nên có những cái vong linh á, nó mình nguyện một cái mình sẽ lỡ cái nó đã tha. Có những vong linh mình nguyện rất nhiều lần cũng không tha cho mình, nên không có nói trước được điều gì. Còn cái chuyện là nói chung là mình cứ cố gắng tu tập và từ từ nghiệp mình nó sẽ bào mòn, sẽ nói chung là sẽ nhẹ hay quý vị. Còn nói gì cái chuyện mà muốn biết giảng sanh hay không giảng sanh á thì có rất nhiều cách quý vị, nhưng mà thật sự ra đó là mình bố thí hồi hướng cho bé và người thân của mình rất là nhiều. Thì một ngày nào đó chúng ta ngủ, chúng ta nằm mơ chúng ta không thấy nữa, không cho mình thấy nữa, thì không cho mình thấy nữa thì thôi, đó là như vậy. Thì mình biết là nó một là nó đi tu rồi đó, nó không có gì mình nữa, thì có thể hai bên đã xóa nợ rồi, thì cũng không thấy. Và cũng nói chung nếu mà mình nói mà còn một dạng nữa đó, nó đi đầu thai rồi mình không thấy, còn một dạng nữa thì nó không đầu thai, nó ở mình thì lâu lâu mình vẫn thấy nó hiện về, lâu lâu nó vẫn thấy hiện về, đó là như vậy. Còn cái dạng mà ở trong xác mình đó, mình cứ tu đi, tu từ từ nó đi theo mình, nó tu xong rồi nó hiểu được, nó ngộ được rồi nó đi tu, nó không có phá mình nữa, nhưng mà vẫn là mẹ con. Thì lâu lâu bây giờ hồi bữa giờ lâu lâu mới có một người giảng sanh giải thoát thôi, chứ thường đa phần thì người ta chọn là ở cảnh giới đó, chứ người ta không chọn cảnh giới mà đầu thai lại quý vị, vô trong bụng mẹ ở trong đó sinh ra là một đứa bé rồi nuôi nấng lớn lên này nọ. Thường ta chọn cách đó, cái cách đó thì nó hơi lâu, tu hơi lâu nhưng mà nó không có phải đau khổ chịu đựng người mình như vậy đó. Thì cái cách đó thì nói chung là ông bà mình thì hay ở cảnh giới đó là như vậy đó quý vị. Do bây giờ người nào mà muốn tu lên tiếp đó thì cứ tái sanh lại, ví dụ vậy. Mình nói thì cũng không phải là một phần vậy, do hồi bữa giờ đó, chúng ta cứ nghĩ đi, làm một con người đi, cứ đi làm kiếm tiền, rồi tính những đứa bé sinh ra quý vị, từ nhỏ sinh ra 3 tuổi bắt đầu chúng ta cho nó đi học, học nó lớn, học ban ngày ban đêm tới lớn, tới lập gia đình, suốt cuộc đời có quay quanh có gì sung sướng đâu. Nên đôi khi cái phần âm họ thấy được là người không có gì sung sướng, nên họ muốn lên nói tiếp người, họ muốn sống cuộc cái cảnh giới đó thì để nó bỏ đi cái cực khổ đó. Nói chung cảnh giới đó thì mình tu tập lên thôi, mình không phải dướng thân người bệnh đau này nọ đó, đó là như vậy. Lúc mà em nói giảng gì mà cúng mặn gì đó, quý vị nói là bình luận là nên cúng chay, không có quý vị ơi. Có những cảnh giới đó họ không có ăn chay, mình cúng chay á họ la làng á, họ về họ nhập vô họ quở mắng luôn. Nên nói chung á, có khi là ông bà mình là một chuyện. Cái thứ hai nữa là em điển hình một câu chuyện ví dụ ha, thì lúc đó sư phụ của em á là muốn cúng chay không muốn cúng mặn, nói chung một phần là đỡ tốn tiền là ít nè, cái thứ hai nữa là cúng gì cho nó gọn, không có bài biện cái gọn, hạn chế sát sanh đó. Thì sư phụ của em mới cúng bánh trái hoa quả đồ chay thôi, với quần áo vàng bạc binh. Thì tối hôm đó thì các chị làm cho ép tim khó thở mà phải đi nhập viện, và nói chung là xin keo nó hơi nói chung cúng xong là chiều tối là bệnh là mơ nhập viện đó quý vị. Thì mấy xin keo nó thôi quý vị cũng quan hỷ bỏ qua để về để cho ông về đi rồi làm lại cái lễ khác, làm cúng mặn cho quý vị. Nên quý vị ơi, cái binh gia người ta ăn mặn người ta mới có sức ra chiến trường. Có những khi chúng ta nghĩ là cúng chay là tốt hơn do hệ bổ hiện đại của cúng chay, nhưng mà thật sự nha, bên họ những cảnh giới họ mình cúng chay có thể là mình bị về là mình có thể bắt mắc mạng luôn, chứ đừng có nghĩ là lúc nào cũng phải cúng chay. Nó tùy theo cảnh giới mình quỉnh chuyển làm cúng á, thì có một mâm mặn ít đó thôi, còn bên kia là mâm chay đó. Thì khi nào mà gia đình mình có tu thì mình cúng chai hết thì cũng được, còn không á, nếu mà mình cảm giác là gia đình chưa có biết tu tập nhiều rồi, chúng ta phải cúng nửa chai nửa mặn. Vì có những người họ không có ăn chay được, họ sẽ nhập về con cháu và hành rất là nhiều hay quý vị. Thì đó là cái sự hiểu của em và đó là sự chứng kiến, và nói chung là không phải là câu chuyện này đâu, còn rất nhiều câu chuyện mà quý vị khán giả mà đọc được nữa.
Thì có nghĩa là gia đình đó, đám giỗ cúng chay, rồi ông mới nhập vô nói tao có ăn chay hồi nào đâu mày cúng chay đó, cũng có những trường hợp như vậy đó. Nên nó không phải mình, cái sự hiểu của mình là mình muốn cúng chay để mà cho bớt hạn chế sát sanh, để cho mọi thứ được tốt, nhưng thật sự ra người ta đâu có dùng đâu đó. Cái người âm họ cũng còn sân si lắm quý vị. Vì khán giả hỏi là tay chân bị tê lạnh, đi khám bác sĩ thì bảo bình thường như vậy là có sao không, thì em xin kể lại câu chuyện của em ha. Thì lúc đó đó là em 22 tuổi, hai cái tay em nó tê xuống ở tại hai cái chân. Thì lúc đó mình đâu có biết là cái người mình nhẹ mà người âm đi theo, và cái nơi mình ở nhà trọ đó cũng bị người âm nhiều lắm cái gì, thì con người mình nó nói chung nó nhẹ đó, người ta đi theo mình đó. Thì hai cái tay chân em ban đêm thì nó tê nè, em phải bóp gì nè em mới ngủ được đó. Thì hai cái chân thì lạnh cống luôn, rất là khó ngủ. Rồi có người nói là ăn thịt trâu đi. Và lúc đó thì em đi hút bắc đó, em mua thuốc mà tê gì đó, nói chung trị tê đó, uống thì mấy chai thì nó cũng không có hết cái gì, nó bớt được chút xíu nó cũng không có hết nữa. Rồi người ta nói ăn thịt trâu, cũng mua về thịt trâu, mua về luộc mà ăn cũng nó bớt chút xíu thôi, nói chung không có nhiều. Rồi xong cái sau này bị bệnh á, cũng cái bệnh lạnh này nè nó cũng thường xuyên xảy ra với em lắm, lạnh hoài đó, lạnh tê khó ngủ, lạnh hoài mình không có biết cái bệnh gì á. Có thời gian lạnh quá rồi có khi nó đâm ra nhức khớp đó, rồi nhức cái đi cờ sụi gì đó, rồi đi vô bác sĩ uống thuốc trị viêm khớp từng lần, nhức quá đi đâu nổi, đứng lâu á cũng đau, nó nhức dữ lắm. Cái mình cũng không có hiểu nữa, sau này mình mới hiểu, sau này lúc bị hành căn đi thầy á thì tay chân em bớt lạnh bớt tê lại, là do nó cái phần âm mình đi theo mình rất là nhiều. Thì xong á quý vị phải xong và niệm Phật hồi hướng cho các cái vong linh và các cái vị mà ở đâu mà đường mà xá họ đi theo mình, là tay chân mình nó sẽ tê. Bữa nào mà cái tay em mà lạnh lạnh mà tê nhiều đó ha, là em biết rồi đó, là mình niệm Phật, cái mình lấy tay mình bóp nè, có khi là mình đẩy ra, để tay mình vuốt như nè, mình đẩy ra, thì các vị đeo cho mình đó gì, ngoài đường ngoài xá họ đeo mình là cứ mình vuốt như nè, cứ mình đẩy ra ngoài. Cái nếu mà chúng ta bệnh á tê nhiều cũng vậy nè, cái thời công phu tu tập của mình á, sau cái thời kinh hoặc chúng ta bị cái công chuyện gì đó, thì chúng ta ngồi ngay bàn thờ đó, chúng ta tụng kinh niệm Phật xong chúng ta con nguyện xong mình niệm Phật, cái mình lấy tay mình bóp mình xoa gì nè, từ từ sẽ hết. Nếu mình không đủ lực thì mình làm vài ngày đó, thì cái đó là mình biết đó, là mặt thứ nhất là máu huyết không lưu thông, đó là mình nói về cái bệnh trần. Còn thứ hai là vong linh quá nhiều, thì mình nguyện cách chư vị tiếp dẫn các cái vong linh này về non về núi tu tập. Mình nói vậy thôi, còn tu hay không là chuyện của người ta, nhưng mà mình nhờ câu nói đó có thể các vị đuổi các cái vong linh này ra chỗ khác. Nên quay lại cái chuyện mà cúng kiến thì quay lại cái chuyện cúng kiến là gì nè quý vị. Là nói chung là ai bị tê thì cứ xong nha, xong từ từ cho cái đó là dương khí, đẩy mấy cái âm khí ra, rồi mình tu tập thêm là nó sẽ nhẹ bớt cỡ 50-60%. Rồi còn một phần nữa là do nghiệp sát sanh quá nhiều, các hến ốc cua rồi đó, cá thì mình làm nhiều quá nó đeo vô chân mình nữa, làm cho mình nhức sụi bại hai tay hay chân mình tê và khó ngủ, do phần sát sinh nữa. Và có thêm một chuyện cúng đó, thì các vị sợ là cúng giống như vậy á, là kiểu mà phần âm đi theo nhà mình. Thật sự ra đúng ra là em không dám nói cái gì vậy nè, sẵn hôm nay em nói luôn, đúng ra là mình mỗi ngày mỗi cúng á, tại vì mình tụng kinh như vậy người ta đến nghe, giống như nhà mình giống như là mình có sự tu tập thì các vị đến thì họ nghe, giống như mình nhờ vô nhà người ta thì mình nghe kinh thôi chứ mình không có đãi người ta ăn đó. Thì thật sự là một tháng mình chỉ đãi hai lần, thì nói chung là em kêu cái gì là kêu cúng miễn cưỡng thôi, chứ đó do tùy lòng của người siêng, của người làm biến nữa. Rồi thì cái gì nói là cúng gì ảnh hưởng lắm, các vị ở trong nhà mình này nọ, nếu chúng ta đúng á, chúng ta tu á, giống như khi đó mình nói vậy, vậy như mình đâu khác gì cái chùa đâu, sáng tu tập tối tu tập, có những người tu tập rất là tinh tấn. Thì như vậy đó, thì chúng ta đúng ra chúng ta là mỗi ngày mỗi cúng cháo như vậy thì phước đức chúng ta rất là lớn. Còn nếu không á thì thôi, một tháng cúng hai ngày cũng được, nhưng mà quý vị có những người thì họ làm cái gì cho gọn là quý vị biết không, là cái miếu nhiều quá, là cái miếu nói chung làm biết mình giống như cái chùa vậy đó. Là lý do sao chứ hồi xưa đó là mình không có biết Phật pháp nhiều, và ngày nay chúng ta Phật pháp được phổ biến rộng rãi ai cũng biết. Thì mình đến mình cúng như vậy, thì mình tu tập như vậy thì họ nghe được và mình giúp họ được kiểu mà no đủ, mà họ nghe được, mà họ cái linh hồn họ chuyển hóa được và được tái sanh vào cái cõi lành, phước báo mình nhiều vô lượng lắm quý vị. Nhưng mà đa phần chúng ta nghe là sợ vong về nhà mình nhiều hơn là chúng ta cúng. Còn người ta nghe sợ cúng nhiều vong đeo, chứ không ai nói mà cúng nhiều có phước chứ, quý vị cũng sợ nữa.
đó là cái sự phước đức của quý vị, do quý vị tự bòn bóp phước đức của quý vị thôi. Nếu mà quý vị cảm giác mà có những người mà hạnh Bồ Tát đó, thì cảm giác là thấy vong linh đó thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, thì tự mình cúng, mình bố thí cho họ, thì đó là cái tâm Bồ Tát của mình. Còn nếu mình thấy như vậy thì thôi, mình làm gì làm, mình cúng lâu lâu đó, mình cúng cho người ta một lần, một tháng một lần cũng được. Còn như chị kia thì một tháng bà sợ quá đó, thì bà giật lại một năm ba lần, tháng giêng, tháng bảy, tháng mười. Và em hỏi gia đình có sao không, không thì thôi cứ bình thường. Còn mà gia đình mình không có lục đục, không có gì, gia đình thằng hoài mắm thì thôi bình thường, nói chung tùy ha. Có những người cái lực họ đọc rất là mạnh và rất là hay thì các vị đến nghe rất là nhiều. Có những người thì không có đến nghe là do sao, với cái tâm mình không có thanh tịnh, mình đọc, nói chung mình đọc những cái bài họ cũng không có lại nghe nữa đó. Thì nhưng mà những người nào họ bên cái giọng hát mà giọng đọc của họ quá hay đó, thì thật sự giống như cái phước duyên họ không có xuất gia nhưng mà họ là Phật tử tại gia, thì gán tu tập cho tinh tấn nha quý vị. Cái đó là mình đang độ âm á, chờ cho mình giọng đọc để mình độ âm đó. Đọc của mình có thể làm rất nhiều vong linh thay đổi và chuyển hướng ra con đường tu tập và giải thoát, thì phước báo của mình vô lượng lắm quý vị. Nên mình đọc kinh là phải chậm rõ, không cần với em là không cần phải nhựa nhựa nhão nhão lê thê là em dị ứng lắm. Cái đó em dị ứng lắm vì sao, mình đọc không phải cho mình nghe mà không phải cho Phật nghe, tại mình hiểu cái nội dung nó là rồi như thế nào rồi, mình đọc là cho các vị nghe, đó là công đức của mình. Thì mình phải làm sao cho nó rõ ràng, rõ chữ, chứ đừng có nhựa nhựa rên rên là em dị ứng lắm. Không cần quý vị phải kéo dài thời gian một tiếng tiếng mấy, quan trọng chúng ta đọc rõ to và nói chung là người ta nghe, người ta cảm nhận được cái sự từ bi của mình. Có những người họ đọc á kêu bằng gì lớn hơn thầy đó, đọc lớn hơn thầy đó. Nếu mà đọc lớn hơn thầy cũng được đó, nhưng mà giọng mình phải hay đi. Nhiều người đọc giọng không có hay nhưng mà đọc lớn hơn thầy, nên chúng ta phải cân nhắc cái chuyện này ha. Cái nếu chúng ta tu tại gia thì chúng ta tu tập làm sao cho nó đàng hoàng, cho tinh tấn, coi như là mình là mặc dù mà còn mái tóc là mình còn, nhưng thật sự mình là người xuất gia. Tại vì Đức Phật nói là có bốn dạng xuất gia, là trong xuất gia nhưng ngoài không xuất gia, ngoài xuất gia nhưng trong không xuất gia, và không và cả trong và ngoài không xuất gia. Một dạng nữa là tâm và thân đều xuất gia. Cái gì thì có bốn dạng là như vậy, thì Đức Phật đã giảng rất là kỹ rồi. Nhiều khi mái tóc ta như vậy nhưng thật sự trong tâm ta là người xuất gia, giống như người tu vậy. Chúng ta nếu mà giữ giới ở nhà mà tự mình làm, mình ăn, mình tu như vậy, có thể là phước báo mình phải nói là giống như là một vị thầy như vậy. Nên á, nếu mà chúng ta đã mang lòng yêu thương các vong linh đó, chi vậy đó, thì chúng ta nên cúng cho họ ăn. Đó là theo em nghĩ nên cúng cho họ ăn. Không phải là lý do sao em kêu quý vị vậy, vì em thấy á, các vị rất là đói khát. Và đôi khi em đi đâu á quý vị, là em về tầm mấy ngày là em sẽ mệt. Là lâu lâu thỉnh thoảng em sẽ cúng cho quý vị đó, là sao họ thấy mình bên cảnh giới đó thì họ hay đi theo nhờ mình nương tựa đó, là em hay cúng lắm. Giống như cách bữa trước là em thấy rất nhiều cái ngôi mộ và họ lạnh á, giống như mình nói chung là những người họ chết lạnh á, chết xong đó, và mỗi người trên đó là em phát một cái đồ giống như cái mền đắp họ cho họ đó. Thì hôm nay em đã cúng rồi, em cúng cho xong như vậy. Thì có khi họ nhờ mình đó quý vị, thì quý vị cứ tu tập đàng hoàng đi. Họ nhờ mình nhưng mà sau này họ sẽ trả ơn mình. Quý vị đừng có nghĩ là làm sẽ trả ơn, nhưng thật sự á vong linh sẽ trả ơn cho mình. Nói chung các vị sống sòng phẳng lắm. Nếu quý vị đừng có ngại cái chuyện mà cúng mà ma hay gì đó, không có đâu. Bởi vì quý vị mà tu á, mà đàng hoàng này nọ đó, thì mình sẽ cảm hóa được họ luôn. Ví dụ như cái chuyện mà cúng đó mà giải bùa giải ngải đó, thì hôm bữa em đã dạy rồi. Và ông chú này nè, hồi xưa ổng hỉnh bừa rất nhiều và em chỉ cúng tại nhà như vậy đó, thì tự nhiên đó hôm nay tôi nấu mâm cơm canh này để trình đến các vị, mong quý vị về non về núi đó, thì bên gia ở đâu chỉ về đấy đó. Lúc đó là ổng đi, ông chú đó ổng hỉnh rất là nhiều bùa và cúng như vậy đó, ổng nghe lời em cúng như vậy đó. Rồi xong đó là ai chưa nghe clip cái em hướng dẫn cúng thì coi lại clip trước nha, để em khỏi trả lời lại. Thì bữa sau gọi điện cho em, họ làm như là mấy ổng đâu biết trước mình á, cái người đó mấy năm rồi không liên lạc, mà tự nhiên chú vừa mới cúng mà tiễn binh đi đó, dẫn đó là giải bùa ngải tại nhà đó, là khi mà chú vừa mới cúng xong đó, thì ông thầy đâu mấy năm về trước ông liên lạc lại với chú, ông hỏi chú hết bệnh chưa, về đó ông lo cho đó. Quý vị thấy không, rất là hay quý vị. Binh gia người ta mình cúng xong mà họ đi về thầy người ta liền. Nên tại sao lúc trước em kêu là chúng ta nguyện Long Hoàng Hậu Pháp tiếp dẫn các vị này về non về núi tu tập, đừng có về thầy của mình nữa.
đó đó, mình làm tay sai cho người ta hoài. Nếu mà làm tay sai cho ông thầy mà ông tu đúng thì mình có phước, nếu mà mình không đi theo làm tay sai cho ông thầy mà làm cái việc ác thì mình thêm nghiệp, cái vong linh nó thêm nghiệp nữa đó. Nên nó là lý do sao em kêu quý vị hồi hướng cho các vị vị non vị núi là như vậy đó. Thì có khi họ gì họ sợ bị thầy họ đánh đó nên họ không có dám về, nó là nhiều quý vị. Thì cái đó là mình nói là phải nói là sự nhiệm màu của chư Phật luôn quý vị. Cái đó là em giảng theo sự cảm của em thôi, mà em không nghĩ là em hướng dẫn chú như vậy, chú cúng xong rồi mời chú gọi điện là có kết quả liền. Có nghĩa là khi em giảng pháp chú vị là có một cái, mình tạm nói có một cái hệ thống logic vậy đó, chuyển cho em nói pháp và em nói xong là có cảm ứng và chứng liền. Giống như kinh Địa Tạng đi, em nói là đọc rất là ảnh hưởng đến gia đình, ví dụ đi chúng ta nên đọc tháng 7 như vậy đi, thì sẽ có khán giả nói, ừ em đọc hồi xưa cũng bị te tua tê tả và rất nhiều vong, mà em gặp em thấy rất nhiều người âm và em rất là mệt, và em kêu chị sang chị chú đi, chị chú và đọc kinh Địa Tạng nếu chị muốn thì cứ xen kẽ. Rồi có một cô nữa thì cổ thường xuyên về bên Địa Tạng và cô đọc kinh khác là cô thấy không vui, và cái đó là hạnh nguyện của cô. Thì giống như là gì cái gì, cái đó là hạnh nguyện của cô đọc Địa Tạng thì cô thấy bình thường, nhưng mà con của cháu của cô á, cháu của cô kêu cô bằng mẹ, thì lúc cháu cô có căng nó nói mẹ ơi lúc mẹ đọc kinh nó nhiều cái vong linh đi theo mẹ ngồi nghe mẹ đọc kinh lắm. Thì thật sự là có cái gì, hồi đó em cứ nghĩ là em giảng là một cái cảm, nhưng thật sự là những cái cảm này là đúng. Đến lúc nhiều khán giả gọi điện lại, à thì ra mình giảng này là không phải là cảm nữa, cái này làm như cho mình nói để quý vị như là quán xét lại trên con đường tu của mình. Tại vì ngày nay ai cũng biết tu cái gì, gia đình mình tạm gọi là cái chùa mini gì đó, mình không có phải là thờ đầy đủ như chùa, nhưng mà mình có khẩu phun, có tu tập, mà mình có tụng kinh thì các vị đến nghe kinh, là nhiều khi mình không có cúng cái ăn thì nó hơi bị mắc kẹt chỗ đó, nhưng mà mình lỡ là mình thôi, mình có lòng từ bi mình cúng miếng cháo thôi, không cần nhiều. Có những ngày mình đi mình nói trước ba tiếng thôi, mời con đi con không ở nhà, thì quý vị kiếm chỗ nào đó ăn đi, ví dụ như đó mình có lời nói đỡ hơn chút. Còn mà có những người đó họ tu mà họ còn sợ cái này họ sợ cái nọ đó, không quý vị không có đi về đâu được hết nhá. Mặc dù chuyển cho mình tu, mà mình tu thì mình biết niệm Phật, biết tụng kinh, nhưng mà mình sợ này sợ nọ thì nói chung là không xấu, không phải là không tốt, nhưng mà quý vị sợ cái đó là cũng đúng đi. Sợ nhà mà có người âm mà cúng như vậy, vong nó đi theo hoài đòi ăn sao nọ, quý vị đủ cái đức đi, thầy bùa mà ông hư mình á, mình đủ cái đức mình sống tốt á, các cái binh gia này, họ đi theo họ quy phục mình luôn, họ độ mình luôn, chứ không phải mà đi theo hại quý vị nữa. Đó là cái phần nếu mà mình sống có đức, nên quý vị đừng có sợ cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình á. Tất cả cái đó là do cái sự thiếu cái đức tin của mình đó. Có những người thì họ bệnh đó, họ ráng họ đọc chú đó, có người bình luận với đó, cô đọc chú này 5 năm 10 năm cô rất là khỏe, thời gian đầu bị khảo rất là ghê, giống như là ma quỷ nó không cho mình tu, nó gượt đuổi mình dữ lắm, còn thời gian sau thì tự nhiên nó trở nên bình thường. Thì tại sao quý vị đọc chú quý vị mệt mà em đọc chú thì bình thường, cái giai đoạn đó em trải qua rồi quý vị, nó khảo mình, nó không cho mình tu, không cho mình đọc chú, thì giống như là cái thần lực của thằng chú đó là sẽ làm đau nó. Thì ví dụ đi, mình nói làm đau nó đi, nó không muốn mình tu, hoặc là nếu mình tu như vậy nó không có thích. Tại vì mình đọc kinh thì khó đắc đạo lắm, đọc kinh rất khó đắc đạo, đọc chú không phải là đắc đạo, nhưng mà đọc chú là để bảo vệ chính mình, có cái thần lực bảo vệ chính mình. Quý vị đọc kinh nhiều khi quý vị học thuộc lòng cũng kinh nó luôn nữa, bình thường, nhưng mà chưa chắc quý vị học lòng kinh đó mà quý vị có cái người bảo hộ quý vị, đó là như vậy đó. Nhưng mình đọc chú thì nó lại khác nha, nó có cái thần lực rất là mạnh. Cũng dài thì em xin kết thúc video đây ha, coi có gì sơ sức mong quý vị bỏ qua cho em ha, có gì quý vị cứ bình luận câu hỏi đó ha, em sẽ trả lời cho quý vị sau ha.